Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên, trong 4 năm qua trên địa bàn tỉnh đã có 8 tuyến đường được phê duyệt hồ sơ, quy hoạch chi tiết và cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa. Trong đó có tuyến đường vành đai 3,5, đường nối vành đai 5, đường 379, đường vành đai 4, các nút giao chính trên tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đường 387, 382B, đường 377. Mục tiêu quy hoạch nhằm phát huy khai thác hiệu quả các tuyến đường với việc hình thành và phát triển mạng lưới giao thông, việc quy hoạch và cắm cọc mốc giới chi tiết trên thực địa để bảo đảm việc thực hiện quản lý quy hoạch sát thực, thống nhất quản lý quỹ đất trên toàn tỉnh, đảm bảo đồng bộ trong quản lý sử dụng đất với các quy hoạch và thu hút dự án đầu tư vào địa bàn. Các điểm GPS được cung cấp từ Trung tâm Thông tin Dữ liệu Đo đạc và Bản đồ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam. Khoảng cách các cọc mốc cắm ngoài thực địa từ 30 đến 300 mét tùy thuộc vào địa hình, đảm bảo về ranh giới và cao độ. Các mốc này sẽ được giao cho các địa phương từ huyện đến xã có tuyến đường đi qua để quản lý sử dụng đất theo quy hoạch và không để công trình xây dựng vi phạm quy hoạch.